Ok, xin chào các anh chị. Và những chiếc kính Cartier gọng sừng đã rất là hot tại Belo trong những ngày vừa qua. Và những cái video clip mà Belo có mở hộp cho các anh chị xem về những cái kính phiên bản Cartier gọng sừng thì cũng đã rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều các anh chị chúng ta có đặt câu hỏi đến Belo là cái cách bảo quản hay là vệ sinh cái kính gọng sừng của chúng ta như thế nào để cho nó đúng cách. Thì trong video clip này thì Belo cũng sẽ biên dịch lại một cái tờ hướng dẫn chính thức của Cartier bằng tiếng Anh kèm với mỗi chiếc kính gọng sừng Cartier chính hãng phân phối chính thức tại Belo, đại lý ủy quyền kính Cartier chính hãng tại Việt Nam, để các anh chị chúng ta có thể vệ sinh và giữ cái kính gọng sừng của chúng ta một cách đúng cách. Rồi, đầu tiên thì đi kèm với mỗi kính Cartier gọng sừng thì chúng ta luôn luôn có một cái care cream for natural horn này. Chúng ta sẽ có được một cái kem chuyên dụng để có thể vệ sinh và bảo quản cái bảo dưỡng cái kính gọng sừng. Và cái kem này cũng rất là xịn, nó được sản xuất tại Đức luôn, made in Germany, và theo đặt hàng của Cartier. Trong cái bộ kem này thì chúng ta sẽ có được một cái tấm mút này, nó như là một cái trang điểm của các chị em vậy. Và chúng ta cũng sẽ có được cái care cream đặc biệt này của Cartier trang bị cho chúng ta. Và chúng ta sẽ sử dụng như nào thì trong video clip này chúng ta sẽ cùng chia sẻ với Belo nha. Rồi, và ở đây thì Belo đã có hoàn thiện một cặp trong kính đọc sách rất là đơn giản cho anh Thu tại Hạ Long, Quảng Ninh. Ngày mai thì anh sẽ đến Belo để nhận hàng. Và trước khi anh qua nhận hàng thì Belo cũng thực hiện việc clip này để có thể hướng dẫn anh Thu cũng như là các anh chị chúng ta sử dụng một cách đúng cách. Rồi, những cái phụ kiện thì trong clip trước thì em Sơn Belo cũng đã đập hộp cho các anh chị xem rồi. Thì nếu mà các anh chị muốn xem video clip đập hộp thì các anh chị có thể inbox thì Belo sẽ gửi cho anh chị cái video clip đập hộp riêng nha. Còn ở trong video clip này thì Belo cũng sẽ tập trung và hướng dẫn cho các anh chị cái cách mà chúng ta vệ sinh và bảo quản làm sao cho nó chính xác. Rồi, đầu tiên này thì chúng ta sẽ có đi kèm với đó là một cái maintenance của Cartier trang bị cho chúng ta. Và họ cũng có nêu rõ đó chính là những cái kính gọng sừng của Cartier được chế tác từ cái sừng trâu nước Nam Phi. Nó là một cái vật liệu cao quý và tinh xảo, và chúng ta sẽ cần được chăm sóc đặc biệt cho cái kính gọng sừng này. Và chúng ta sẽ có được chi tiết đó là để giữ được cái vẻ đẹp của gọng kính thì chúng ta sẽ cần phải phủ kem dưỡng do Cartier cung cấp lên bên hai bên càng kính và dùng vải mềm lau vuốt nhẹ nhàng. Kem dưỡng chuyên dụng của Cartier được sản xuất tại Đức này, made in Germany này, và nó sẽ không gây hại cho các chi tiết kim loại cũng như là tròng kính mà chúng ta lắp lên những cái phiên bản kính gọng sừng. Và thông thường thì chúng ta nên bảo dưỡng trung bình 2 hoặc 3 lần một năm, và tùy theo một cái mức độ sử dụng của chúng ta. Các anh chị chúng ta sử dụng, thỉnh thoảng chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể bảo dưỡng 2 lần một năm, hoặc là nếu mà chúng ta thường xuyên sử dụng thì chúng ta 3 4 lần một năm. Và nếu mà các anh chị chúng ta có ngại tự mình vệ sinh bảo dưỡng thì chúng ta có thể mang trực tiếp qua Belo để được chúng tôi hỗ trợ. Cartier cũng lưu ý cho chúng ta là tránh để cái gọng sừng này tiếp xúc với nước và các chất tẩy rửa và phơi trực tiếp dưới nắng và môi trường có nhiệt độ cao, vì những cái gọng sừng này nó đều là những cái gọng sừng tự nhiên, do đó là chúng ta sẽ cần tránh, tuyệt đối tránh nước này, và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ không phơi nó dưới nắng này đó, và ở trong những cái môi trường độ nhiệt độ cao thì chúng ta tránh sử dụng. Và các anh chị chúng ta có bất kỳ cái câu hỏi gì thì chúng ta hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp đến các chuyên gia về kính Cartier tại Belo nha. Đó, chúng tôi cũng đã bán kính Cartier rất là lâu năm rồi, và đã phục vụ rất là nhiều những các anh chị rồi. Đó, và ở đây thì khi mà chúng ta vệ sinh này thì chúng ta cũng không cần phải rửa gì cả. Chúng ta sẽ chỉ cần trang bị một cái khăn lau kính thôi. Các anh chị hết thì chúng ta hoàn toàn có thể qua Belo để được chúng tôi cung cấp thêm nha. Chúng ta sẽ lau kính Cartier, lau cái phần sừng của kính Cartier như thế này. Chúng ta lau qua trước để chúng ta có thể vệ sinh được những cái mồ hôi của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng, thì chúng ta có thể lau qua trước này, và sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái kem, cái bông này để chúng ta lấy một ít cream này và chúng ta thoa nó lên. Đó, thoa cái cream này lên. Chúng ta sẽ chỉ cần thoa một lớp mỏng thôi, chúng ta sẽ không cần phải sử dụng quá nhiều. Đó, chúng ta thoa lên.
và chúng ta cũng không ngại nó bị chạm vào những cái phần mạ vàng nha. Là ở những cái phiên bản kính Cartier gọng sừng mạ vàng thì các anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ có được cái chất vàng nó sẽ đậm hơn so với cả những cái phiên bản kính gọng khoan Cartier mạ vàng 12 carat thông thường. Đó, với những cái phiên bản kính Cartier gọng gỗ và gọng sừng thì Cartier trang bị cho chúng ta một cái tuổi vàng đó là 18 carat. Đó, do là 18 carat do đó là tuổi vàng nó cao hơn, là chúng ta sẽ nhìn thấy được cái độ đậm của màu vàng này, nó sẽ đậm hơn so với cả những cái phiên bản vàng 12 carat thông thường. Và sau khi mà chúng ta thoa lớp cream này lên rồi thì chúng ta chỉ cần miết nó. Đó, chúng ta lau lại nó nhẹ nhàng bằng khăn lau kính thôi là các anh chị sẽ thấy được là cái càng cọng sừng của chúng ta nó sẽ trở nên nó rất là bóng bẩy và nột nà. Rồi, chỉ như vậy thôi thì cái lớp cream này nó đã được bám ở trên cái gọng kính của chúng ta rồi, và nó sẽ giúp cho dưỡng ẩm cho cái phiên bản kính gọng sừng này, và nó sẽ giúp cho kính của chúng ta nó được sáng bóng. Đó, anh chị đã thấy là nó sẽ duy trì được cái độ sáng bóng cũng như là nó sẽ cung cấp độ ẩm cho chúng ta để tránh được cái việc mà bị bung bị khô quá sừng, cái càng sừng nó bị khô quá nó sẽ bị bung tách nứt ra. Đa phần những cái kính Cartier gọng sừng mà chúng ta sử dụng nó bị bung tách nứt ra là vì chúng ta để nó khô quá và ở trong cái môi trường nó nhiệt độ cao quá, ví dụ như là trong xe ô tô để dưới trời nắng to chẳng hạn, thì nó sẽ rất là nóng và nó sẽ gây ảnh hưởng đến các cái vật liệu sừng tự nhiên, nó cũng như là gỗ tự nhiên. Thì với đặc biệt là với những cái phiên bản gọng sừng thì chúng ta nên lưu ý trong quá trình vệ sinh và bảo quản, rất là đơn giản như vậy thôi. Đó, chúng ta sẽ khoảng nếu chúng ta đeo liên tục thì 2 3 tháng chúng ta sử dụng một lần, và những cái cream này thì nó cũng sẽ rất là nhiều, đó, nó dư giả để cho chúng ta sử dụng trong thời gian rất là lâu dài. Đó, và chúng ta sẽ chỉ cần sử dụng cái cream này thôi, và chúng ta thoa nó lên gọng kính, và như vậy thì những cái phiên bản kính gọng sừng của chúng ta sẽ được bảo quản rất là đúng cách và nó sẽ luôn sáng bóng và sang trọng và quyền lực ở trên khuôn mặt của chúng ta. Rồi, một video clip thực hiện nhanh và hướng dẫn cho các anh chị chúng ta vệ sinh và bảo quản kính gọng sừng đúng cách nha. Chúng ta tránh nước này, và chúng ta tránh để kính gọng sừng ở nơi có nhiệt độ cao, và chúng ta sẽ sử dụng những cái cream, những cái kem để chúng ta có thể dưỡng cái gọng sừng của chúng ta, giúp cho cung cấp độ ẩm cũng như là làm sạch và sáng bóng cái phiên bản kính gọng sừng của chúng ta. Rồi, một video clip thực hiện nhanh là trực tiếp tại Belo Lê Thái Tổ, và rất là cảm ơn sự ủng hộ của anh Thu tại Hạ Long Quảng Ninh với phiên bản kính gọng sừng Cartier CT0049O001, một phiên bản kính gọng sừng đã đi vào huyền thoại rất là nhiều các anh chị chúng ta trang bị và mua sắm tại Belo. Belo rất là cảm ơn sự ủng hộ các anh chị, và rất mong video clip này sẽ đem được đến một số những thông tin hữu ích cho các anh chị, và mọi câu hỏi, mọi thắc mắc thì các anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến các chuyên gia kính Cartier tại Belo, và chúng ta có thể đến xem trực tiếp tại 46 Lê Thái Tổ bờ Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội, hoặc 100 Nguyễn Trãi quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để tham khảo trực tiếp những cái phiên bản kính Cartier chính hãng và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Rồi, và rất là cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.